Thưa quý vị, chiều nay ngày 1 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ban ngành, quận, huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca là trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về và đã được đưa đi cách ly ngay tại sân bay, 3 ca là các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung. Các công tác xét nghiệm, truy vết trong 24 giờ qua tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 5.300 mẫu. Thành phố đã tiếp nhận thêm 28 người về từ vùng dịch và tiếp tục tiến hành cách ly tập trung đối với những trường hợp này, nâng tổng số người trong các khu cách ly tập trung lên 280 người. Các quận huyện tiếp tục tăng cường giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà, rà soát kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm an toàn phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh, tiếp tục duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch hiện nay trên địa bàn thành phố, trong đó lưu ý Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lên phương án chuẩn bị xét nghiệm cho hơn 16.000 thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Đồng thời, Sở Y tế nghiên cứu thu hẹp các vùng phong tỏa, xem xét nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn. Đối với Sở Y tế, thì trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, đặc biệt là Thanh Khê, thì Sở Y tế đánh giá lại tình hình dịch, lấy ý kiến của địa phương trên cơ sở đề xuất có thể là nới lỏng hoặc chúng ta thu gọn lại cái phạm vi giãn cách cũng như là cái khu vực phong tỏa, thu gọn lại phạm vi phong tỏa và nới lỏng một vài hoạt động, đương nhiên phải có cái điều kiện kèm theo và cái biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo, trình cho Ban chỉ đạo thành phố xem xét và quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng rà soát tình hình, có phương án đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để phối hợp với tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông giữa hai địa phương.